Thời gian qua, huyện Con Lông đã triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời tăng cường thu hút và hỗ trợ các doanh nghiệp đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào địa bàn. Đến nay, huyện Con Lông có 77 dự án đăng ký và đầu tư vào địa bàn, với tổng diện tích đăng ký hơn 5.000 hecta, Tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng, trong đó có 41 dự án thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp, 26 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, 7 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch và 3 dự án thuộc lĩnh vực khác. Cùng với đó, huyện phối hợp các sở ngành của tỉnh thanh tra kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ theo kết luận số 3337 ngày 7 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua đó, xử lý chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo quy định đối với 5 dự án, chấm dứt hoạt động đối với một phần dự án đầu tư theo quy định đối với hai dự án xử lý vi phạm hành chính 18 dự án, thu hồ chủ trương đầu tư và chấm dứt hoạt động 8 dự án. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra 8 dự án chậm tiến độ và 16 dự án chậm đưa đất vào sử dụng.